Thanh Hà xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa nam rãnh thấp có trục qua Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này vẫn duy trì được sự mát mẻ, thời tiết chủ yếu là nhiều mây, ban ngày trời nắng gián đoạn, có gió nhẹ, có khả năng cao xảy ra mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 16 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này vẫn duy trì nhiều mây, ban ngày trời nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, phổ biến là nhiều mây, ban ngày trời nắng gián đoạn, có gió nhẹ. Mưa rào và dông rải rác cũng sẽ xuất hiện từ chiều tối. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 19 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này trời nhiều mây, ban ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác xuất hiện về chiều tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động quanh mức từ 23 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết thì những vùng mây dông trên khu vực thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Chi Linh, Bảo Lâm, Đà Oai và Cát Tiên đang phát triển. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong những giờ tới thì những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể phát triển và mở rộng sang khu vực của thành phố Đà Lạt và các huyện như Đam Rông, Lâm Hà, Đà Tẻ. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, tố, lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp độ 1. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.